Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh ba cái dòng xe số mới tại Đông Nam Á giá rẻ có thể sánh cạnh với Honda Quay Alpha. Một loạt những dòng xe số mới đang có mặt tại thị trường Đông Nam Á với mức giá bán khởi điểm từ là 19.900.000 đồng, có một thiết kế và trang bị có thể sánh cạnh với dòng xe số đang bán Việt Nam là Honda Quay Alpha. Cụ thể, nhà phân phối xe máy là M Sport vừa tung ra thị trường Malaysia một loạt những dòng xe mới, bao gồm có phiên bản là SM Sport 110i 2023, W Moto VE1 110i 2023 và W Moto WM 110 2023 với mức giá bán lần lượt như sau. Phiên bản SM Sport 110i 2023 thì mức giá bán khởi điểm là 3.859 AM. Đó ra tiền Việt nó tương đương là 20.500.000 đồng. Trong khi cái phiên bản là W Moto VE1 110i 2023 thì có mức giá là 3.748 AM. Đó ra tiền Việt nó tương đương gần là 19.900.000 đồng. Trong khi phiên bản là W Moto W 110 2023 thì mức giá là 3.788 AM. Đó ra tiền Việt nó tương đương là 20.200.000 đồng. Mức giá như trên của các dòng xe số M Sport phân phối chưa bao gồm là thuế đường, phí bảo hiểm và đăng ký. Mặc dù đã bao gồm 2 năm bảo hiểm hoặc là tương đương với 20.000 km quãng đường đi. Về sức mạnh của SM Sport 110i 2023 đến từ động cơ xăng đơn là mát bằng không khí, dung tích là 109cc. Với cái khối động cơ này, chiếc xe đạt được cái công suất là 6,03 mã lực tại ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút. Trong khi mô men sức cực là 7 Nm tại ngưỡng tua máy là 5.000 vòng trên phút. Thông qua hộp số tròn 4 cấp kết hợp với cái cụm đồng hồ và cái liên hợp trung tâm để cùng với bộ nhông xích truyền động. Sport 110i 2023 với bình xăng dung tích 4 lít, trọng lượng nặng 100 kg. Xe sẽ có nhiều màu cho khách hàng lựa chọn, gồm có đỏ, xanh da trời và vàng. Phanh bao gồm là phanh tăng chống với các vành bánh cỡ là 1 inch cùng với lớp trước là 70/90, trong khi lớp sau là 80/90. Trong khi phiên bản W Moto VE1 110i 2023 thì động cơ xăng đơn dung tích là 106,7cc. Cái khối động cơ này cho ra công suất tối đa là 6,6 mã lực, tại ngưỡng tua máy là 8.000 vòng trên phút. Trong khi mô men xích cực đạt là 6,9 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.000 vòng trên phút. Đi kèm với hộp số là 4 cấp với công nghệ là liên hợp trung tâm. VE1 110i 2023 cũng có bình xăng dung tích là 4 lít, trọng lượng với 100 kg, cùng nhiều gam màu tùy chọn như đỏ, xanh da trời và vàng. Xe sẽ có trang bị là phanh tăng chống trước và sau, đi cùng với một vành cỡ 1 inch, lớp là cỡ 70/90 phía trước, 80/90 phía sau. Và cuối cùng là phiên bản WM 110 2023. Trang bị cho mình động cơ xăng đơn dung tích là 109cc, công suất tối đa là 7,1 mã lực tại ngưỡng tua máy 8.000 vòng trên phút. Mô men xăng cực tại là 7,2 Nm tại ngưỡng tua máy 6.000 vòng trên phút. Đi cùng liên hợp trung tâm 4 cấp và cái bộ nhông xích. Về mặt trọng lượng, WM 110 2023 chỉ có 99 kg, bình xăng dung tích là 3,5 lít và có nhiều màu tùy chọn gồm xanh da trời, đỏ và đen. Phanh gồm có là phanh đơn đĩa thiên lực ở phía trước và phanh tăng chống phía sau. Đặc biệt cái chiếc WM 110 2023 có hệ thống treo do là cây da ba sản xuất. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, subscribe.